Việt Nam, một trong những quốc gia đang phát triển, năng động thuộc châu Á, hiện đang phải đối mặt với những thách thức to lớn do tốc độ gia tăng xe cơ giới quá nhanh, trong khi hệ thống giao thông công cộng đang ngày càng suy giảm. Trong giờ cao điểm, mật độ lưu thông xe máy và xe ô tô rất lớn, dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Đây là những nguyên nhân làm cho việc di chuyển của người dân trong thành phố Hồ Chí Minh rất khó khăn và không thoải mái. Ba vấn đề chính về đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh đó là ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và ô nhiễm không khí đang từng ngày làm cho cuộc sống người dân thành phố Hồ Chí Minh trở nên khó khăn. Nhằm thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện hệ thống giao thông vận tải, thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 568/QĐ-TTg vào năm 2013, trong đó bao gồm 8 tuyến đường sắt đô thị. Trong đó, 3 tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 1, tuyến 2 và tuyến 5 hiện đang được triển khai. Tuyến 3A bắt đầu tại Bến Thành và kết thúc tại bến xe miền Tây. Hướng tuyến sẽ đi theo hướng Bến Thành, chợ Thái Bình, ngã 6 Cộng Hòa, công viên Hòa Bình, Đại học Y Dược, Vũng Kiều Plaza, bến xe Chợ Lớn, Cây Gõ, vòng xoay Phú Lâm, công viên Phú Lâm, bến xe miền Tây. Tổng chiều dài tuyến là 10,03 km, trong đó có 8,26 km là đi ngầm. Sau khi vận hành, tuyến 3A có thể góp phần làm giảm tắc nghẽn giao thông, tai nạn giao thông và ô nhiễm không khí tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến 3A bắt đầu tại ga Bến Thành là đầu mối của các tuyến 1, tuyến 2 và tuyến 4. Tuyến 3A được thiết kế để cung cấp vận hành xuyên suốt với tuyến 1 để hành khách có thể di chuyển xuyên suốt mà không phải chuyển tiếp tại ga Bến Thành. Tuyến 3A sẽ vận hành các đoàn tàu 6 toa với sức chứa đến 1.000 người. Các tàu được thiết kế bằng nhôm hoặc thép không rỉ nên có thể chạy từ ga Bến Thành đến bến xe miền Tây khoảng 19 phút và từ ga Suối Tiên đến bến xe miền Tây khoảng 49 phút. Với khoảng cách từ 3 đến 4 phút giữa các đoàn tàu. Giao dịch nhanh hơn, vận hành hợp lý hơn, việc thu vé hiệu quả hơn, có thể đạt được giải pháp cho giao thông thông qua việc thu phí tự động. Hệ thống có thể phục vụ nhu cầu cho 200.000 hành khách mỗi ngày. Việc thu phí tự động sẽ loại bỏ sự bất tiện khi phải mua vé riêng cho từng tuyến riêng biệt. Tuyến 3A vận dụng khái niệm thiết kế toàn cầu để cung cấp dịch vụ dễ sử dụng tại các ga và bên trong tàu. Tuyến 3A sẽ trang bị đầy đủ với thang máy, thang cuốn, nhà vệ sinh đa chức năng, cổng tự động mở rộng, loa phát thanh, chữ nổi và khối chữ nổi cho người khiếm thị. Tuyến 3A sẽ tạo ra môi trường thân thiện cho tất cả mọi người, người già và người khuyết tật, phụ nữ có thai hay có con nhỏ, người sử dụng xe đẩy nhằm hướng đến một xã hội công bằng. Công đường hầm ở các khu vực đông dân cư, hệ thống kiểm soát tàu an toàn và tin cậy và đầu máy toa xe được thiết kế hoàn chỉnh. Nhằm giảm thiểu tai nạn nghề nghiệp, chấn thương và bệnh tật trong quá trình xây dựng, tuyến 3A sẽ đảm bảo tiêu chuẩn cao về an toàn lao động và sức khỏe tại các công trường xây dựng. Căn cứ vào thực tiễn tốt nhất và phản hồi từ cộng đồng, tuyến 3A sẽ chủ động quản lý giao thông trong quá trình thi công để giảm thiểu sự gián đoạn và giữ cho việc lưu thông được thông suốt. Tuyến 3A được thiết kế cung cấp khả năng kết nối tuyệt vời với phương tiện giao thông khác thông qua các phương tiện vận chuyển đa phương thức bao gồm các hành lang ngầm, bãi đậu xe đạp, các điểm dừng xe buýt. Đại học Y Dược C4 sẽ là một ga bình dân với đa dạng hành khách, bao gồm sinh viên, học sinh, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân và người mua sắm v.v. Dự kiến các ga của tuyến 3A và tuyến 5 sẽ được kết nối thông qua trung tâm mua sắm ngầm. Giao thông tại khu vực đường Hùng Vương sẽ được giảm nhiệt giúp cho khách bộ hành có không gian đi bộ an toàn và thoải mái. Tuyến 3A có thể góp phần tạo ra những lợi ích kinh tế, bao gồm giảm đáng kể thời gian đi lại, chi phí nhiên liệu và ô nhiễm không khí.
Từ góc độ tài chính, doanh thu từ tiền vé có thể trang trải chi phí vận hành và chi phí bảo trì. Dự án tuyến 3A sẽ mang lại một lợi ích to lớn cho môi trường bằng cách giảm ô nhiễm không khí do giảm số lượng xe buýt và xe máy. Dự kiến số lượng hành khách sử dụng tuyến 3A sẽ tương đương với số lượng giảm của lượt xe buýt là khoảng 2.300 lượt và của xe máy là 180.000 mỗi ngày vào năm 2030. Sau khi tuyến 3A đi vào vận hành, dự kiến lượng khí nhà kính từ xe cộ sẽ giảm 10.000 tấn mỗi năm và đến năm 2050 là 270.000 tấn. Khi dự án tuyến 3A vận hành, nhiều cơ hội lớn mở ra cho người dân, thuận tiện hơn và mang lại lợi ích cho sinh viên, thương nhân và người lao động mà không có bất kỳ khó khăn nào. Các cơ hội kinh doanh và việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh cũng dễ dàng hơn. Thúc đẩy sự phát triển hơn cho thành phố Hồ Chí Minh.